mà... chú này sợ gì. Thì cũng quen được 2 tháng, tự nhiên đùng cái ổng nói chia tay. Cũng để ý một bạn khác trong lớp à. Thì đó, nãy giờ mà không khai là không khai đó nha. Có một cái yêu cầu các bạn thấy, ủa con bé này quen quá. Lúc mà em nhìn lại là rất là sốc, tại vì nhỏ nhắn hơn, xinh xắn hơn, hot girl hơn. Đúng rồi, ăn mặc rất là phong cách. Cái nghĩ là, à con bé này hồi xưa mình quen 17. Trời ơi, cô dâu lấp la lấp lánh, chú rể thì như ca sĩ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Đỗ Duy Cường, em được 24 tuổi và đang công tác làm quản lý nhà hàng. Thế còn em? Dạ em tên là Thu Hạnh, hiện giờ em đang làm nhân viên tư vấn bán hàng. Em năm nay 23 tuổi. Hạnh Cường quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em có tham gia một cái web dành cho những người độc thân. Hôm đó có buổi offline thì có cái bé này là xinh xinh mập mập cho nên là cũng có để ý một chút. Ủa Cường, anh nói thiệt nha, em cận thị bao nhiêu rồi? 2 độ. 2 độ mà tại sao em nói vợ em mập? Mọi người có đồng ý là cô dâu mập không? Không thì cái lúc đó là 4 năm trước rồi. Anh không tin đúng không? Có đem theo bằng chứng luôn. Đưa đây cho anh. Đây. Và bằng chứng là Cường nói vợ mình mập. Đây. Mập không quý vị? Không, nói chung là cũng mập mập xinh xinh chứ không phải là mập quá. Trời ơi. Ông mà... chú này. Trời ơi. Mập điểm chút xíu thôi à. Không phải, tại vì Cường nó ốm quá cho nên nó nhìn ai cũng thấy mập. Chắc vậy quá. Đúng không? Chắc vậy quá. Nói chung hồi đó thì ảnh còn đẹp hơn bây giờ nữa. Giống Hàn Quốc, nhảy đẹp. Cái bộ môn nhảy của em là cái gì? Dạ, nhảy hiện đại chị. Mọi người có muốn xem Cường nhảy không ạ? Trời ơi. Mọi người xem chơi vui vẻ. Rồi, ra đây nè. Tới khúc cởi áo chưa? Đó, cô vợ nhìn kìa. Đó. Cởi áo chưa? Quay trở lại với cái tình yêu của em. Là em bắt đầu yêu Cường là ngay từ cái buổi gặp nhau hay là sau đó lớp 12 mới yêu? Dạ thì anh thích thôi. Nói chung lúc đó em cũng còn nhỏ lắm. Thích ổng thì cứ tới tóc như đứa trẻ mà thích cái gì vậy đó. Vậy tạm gọi nó là cái gì? Tình yêu con nít. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì cũng quen được 2 tháng. Tự nhiên đùng cái ổng nói chia tay. Em nhớ hoài cái câu nói luôn. Hai đứa mình là cả hai người ở hai thế giới. Ủa kỳ vậy? Thì sự thật đó là cũng để ý một bạn khác trong lớp. Thì đó, nãy giờ mà không khai là không khai đó nha. Tại sao cùng một lúc vậy mà em lại không chọn vợ em mà chọn bạn kia? Thì thấy cái nào đẹp hơn, mới hơn thì mình thích hơn. Nói chung là bạn kia có đẹp hơn vợ em không? Có đẹp hơn. Lý do đẹp hơn ở chỗ nào? Nhỏ nhắn hơn rồi cao ráo đẹp. Nó là ốm hơn đúng không? Em mê cái gu ốm. Nói chung là ngoại hình khác. Rồi lý do gì tại sao bây giờ ghen ngược lại vợ em? Sau khoảng 2 năm trời, hôm đó vô tình đang lang thang trên Facebook có một cái yêu cầu kết bạn, thấy ủa con bé này quen quá. Lúc mà em nhìn lại là rất là sốc, tại vì nhỏ nhắn hơn, xinh xắn hơn, hot girl hơn. Đúng rồi, rồi ăn mặc rất là phong cách. Cái nghĩ là a con bé này hồi xưa mình quen 17. Con bé ở thế giới bên kia. Đúng chưa? Cái rồi cũng xin kết bạn, cái rồi có hẹn đi uống cà phê, nạp mạch nói chuyện. Như vậy có nghĩa là em chủ động là kết bạn với bạn này à? Thì lúc đó tự nhiên em thấy cái yêu cầu kết bạn của ông này. Thì vừa yêu cầu xong mình đồng ý á. Xong á thì thấy ông cháp thì em biết là ông nội này nè. Giờ thấy người ta lạ chắc là nhào vô tiếp. Thấy ta lạ đây có nghĩa là đẹp, là đẹp. Đẹp ra body sexy hơn đúng trước không? Trước đó cũng cỡ nửa năm á là em vẫn như ngày xưa thôi. Nhưng mà em thấy đến cái tuổi mà phải đẹp đẹp chút để còn lấy chồng. Em cũng quyết giảm cân. Đơn giản là lý do là muốn
cho đẹp để mà còn lấy chồng nữa, hay là lý do làm cho đẹp lên để cho người cha nội này cho quay lại cho mê mình? Không, em không có nghĩ đến cha nội này nữa. Khi gặp lại thì có phải do nguyên nhân là em vẫn còn mê trai đẹp không? Không, lúc đó là chát chít này nói mấy năm rồi không gặp, thì ổng mới hẹn em đi uống cà phê, mà em cũng chuẩn bị bộ đồ đẹp để cho chọc tức mà. Nhưng mà đến lúc vừa bước vô, trời ơi sao mà hút quá. Mình không còn sửa sói gì nổi. Nói chung là mê trai đó. Trời ơi, chị muốn té luôn. Trời, nói chung là vẫn còn sức hút nên hút ổng luôn. Còn em sao? Nói chung là được dễ thương, xinh xắn, nhỏ nhắn, rồi mặc đồ rất là style, phong cách. Cho nên thích cũng nảy sinh này nọ. Cho hỏi nè, cái tình yêu sau 2 năm và cái tình yêu con nít trước đây có khác biệt nhau? Chắc khác nhiều nha anh. Có một chút hối tiếc hồi xưa là sao lại bỏ một người như vậy. Vậy là bây giờ là kèo dưới đó phải không? Dạ, đúng rồi. Chồng em á có một cái sức hấp dẫn như vậy, có ngoại hình như vậy. Vậy thì trong công ty của chồng em á, có nhiều cô cũng thấy ảnh rất có hấp dẫn. Nhiều lắm. Lúc mà quen lại á, bữa đó ông mới gửi em cái điện thoại. Nói chung con gái mà tò mò. Thì vô tình Facebook này ổng chưa có ao ra, vô Facebook cái phần tin nhắn thì thấy con nhỏ đó cũng làm trong khách sạn, thì thấy là hai người đang tán nhau. Đọc mà tức lắm, tại vì mình đã chăm sóc là chỉ biết nổi mà. Em đem cơm cho ăn, rồi cái gì em cũng lo hết. Mà lừa dối như vậy em thật sự lúc đó em sốc kinh khủng luôn. Đọc nào là hả, nếu mà Cường chưa có người yêu là chắc Cường quen rồi. Rồi những lúc mà em bận gì em không đem cơm là ảnh nhờ chị kia nấu cho ảnh này. Đó. Rồi cái chị kia chị mới nói Cường có biết là cái người nấu cơm cho ăn là có ý nghĩa gì không? Ông này ông nói ý nghĩa gì Cường tới đâu có biết đâu. Cái nói là ý là một gia đình đó. Trời ơi, nói thiệt lúc đó hả, máu bao nhiêu nó dồn lên não em hết. Em mới gọi em nói, lúc đầu còn chói nữa. Rồi em mới nói thôi chia tay đi, thà như vậy á còn tốt hơn, sau này mà còn nhiều chuyện xảy ra em không có chịu nổi. Chị hỏi này, giữa em với cái cô đó có gì xảy ra chưa? Thật tình là lúc đó là chưa có cái gì, tại vì vợ em có một cái tính là hay làm quá sự việc thôi. Cái vấn đề đưa cơm á là do trong cái khách sạn đó không có bao ăn, thì có bếp thì tụi em mua đồ ăn vô nấu chung với nhân viên với nhau đỡ tốn tiền thì thôi. Cho nên là tối đó là em về em giải thích, cũng xin lỗi, năn nỉ xin lỗi, rồi hứa từ nay không có vậy nữa, rồi cắt đứt liên hệ với lại cái người bên đó luôn, rồi này nọ. Cũng may là xìu theo. Dạ. Để xìu theo thì mới lấy chứ. Rồi. Sao giờ ngồi đây. Rồi bây giờ là lấy nhau rồi á thì ai là người nắm kinh tế? Dạ. Ai giữ tiền? À, vợ. Mỗi ngày phát ra 50 đi làm. Trời ơi. Như kèo dưới là cũng như là nghi rồi đó. Nhưng mà cái cuộc sống sau hôn nhân á, tụi em thấy là vui vẻ không? Đúng là suôn sẻ. Nhưng mà có một cái vấn đề là vợ em bị hai cái hay lảm nhảm nhiều. Lảm nhảm gì? Chỉ có bà điên mới lảm nhảm. Ý là có một cái vấn đề cứ nó đi nó lại nó tới nó luôn, nó mình hiểu rồi nó hoài, đang ngủ mà cũng nói. Vấn đề gì mà kinh hoàng vậy? Ảnh thì có cái tính là rất là hiền, rất là quan tâm bạn bè đồ này kia, cho nên mà nhiều lúc em nói là mình có gia đình rồi, mình lo cho gia đình mình trước, còn bạn bè thì mình xếp thứ hai đi, cái gì cũng tận tâm với bạn bè, nhiều lúc khiến em cảm thấy bực bội. Chồng em có hào phóng không? Có luôn, có 50.000 mà hào phóng thì bỏ đó, ta muốn hỏi đó. Hào phóng nhưng mà hào phóng cái kiểu là sẽ dụ vợ hào phóng chung. Không. Giống như là nói chung từ lúc tụi em quen đến khi cưới luôn là ổng không có cái gì lãng mạn với em hết á. Hai đứa có đi du lịch xa hay gì là em kêu đi, cái nói thôi đi rủ bạn này rủ bạn kia, phải có đông đủ bạn đi mới vui. Còn đi với vợ là không có vui. Có nghĩa là sống vì bạn sao mới tới vợ. Đúng là cái kiểu em có hạn chế là không có tạo khoảng không riêng cho vợ. Ví dụ như bây giờ lấy nhau rồi, buổi tối đi làm về xong thì có rủ bạn tới nữa không hay là giờ về vợ cũng làm gì vợ làm, còn ảnh là chỉ có ôm cái laptop chơi FIFA, chơi đến lúc mà em kêu đi ngủ cũng chưa chịu ngủ, kêu em ngủ trước đi. Tới bây giờ vợ em vẫn còn ghen không? Vẫn còn ghen, nhưng mà hiện tại tại vì em quá là trong sạch cho nên là chưa có cái trường hợp. À, trong sạch bây giờ anh hỏi em nè, tới bây giờ chồng em còn bị đồng nghiệp nữ tán tỉnh. Đó. Hoặc là nấu cơm hết rồi. Nhưng mà chồng em thì có lần đó là ảnh đi bạc nhậu đê ở Bạc Ti. Thì em nói đi gì đi nhưng mà phải trước 12 giờ đêm mới về. Ảnh em mới cho đi. Thì qua 12 giờ đêm mới về. Em bực lên rồi, điên lắm, ngủ không được, chờ về đến nhà dẫn xe vô xong rồi đi lên lầu kêu em dậy, chưa kịp nói gì lấy nguyên đống tiền á quạt quạt cho mặt.
Em điên lên em lấy nguyên cái gói em phan thẳng vô mặt luôn. Ủa mà tại sao vậy? Như vậy là tiền... vợ em mê tiền lắm đúng không? Mê tiền lắm. Đúng là em mê tiền lắm. Em nhớ cái tháng đầu tiên lãnh lương về á, em buồn hỏi gì vậy, em mới lãnh lương đưa ra. Ủa mừng, nói chung là quên hết cả vui ôm hôn rồi này nọ làm quá lắm. Cái là lúc đó mình về mình biết là giận rồi, cái rồi mình cũng suy nghĩ à nay lãnh lương vợ mình cũng thích tiền lắm, cái đầu mới suy nghĩ cầm cọc tiền á quá đáng ý. Chiêu này hay, chiêu này hay. Ông quạt cho ổng còn đỡ, ổng quạt vô mặt em vậy là cứ quạt quạt. Ủa mà quạt quạt vô mặt vợ ý. Ông ý hôm nay lãnh lương có tiền nè, đừng có giận nha. Ý là mày thôi ăn cầm cái gói phan cái bằng cái. Trời ơi. Ủa mà sao vậy? Không trúng thời điểm, lấy tiền cũng để đó thôi, biết đâu làm gì đâu. Thì sáng mai cũng được, cũng được. Thì này vô năn nỉ đi, không nói tiếng nào á, cứ cầm tiền quạt quạt. Em ơi, đừng giận nữa em ơi. Không có nói luôn anh. Không có nè, không có nói, cứ cầm quạt quạt. Có nghĩa là quạt, quạt cho hạ hỏa đúng không? Này lấy cái chi tiết này vô kịch được. Được á, được á. À, vợ của em á, ngoài cái lèm ghen lèm bèm còn có thật xấu gì nữa này? Nghiện shopping, nghiện một cách vô tội vạ. Phòng em có cái kệ giày mà 5 tầng ha, chắc cũng phải để được mấy chục đôi mà em chỉ có 2 đôi giày mà nó vẫn phải nằm dưới đất. Là không được lên kệ. Nằm dưới đất là em nghe tầng trệt luôn á. Với lại vợ em có cái shop online, thấy đi lấy hàng về cho khách, cái rồi ủa sao vợ đi giao hàng đi, khách hủy cancel rồi. Em mặc ôm đó, em mặc ôm. Chiêu chê chiêu. À bây giờ em mong muốn chồng em có một điều thay đổi thì em muốn điều gì? Quan tâm vợ chút. Quan tâm đúng không? Dạ. Thế còn Cường, Cường muốn vợ mình thay đổi điều gì? Bớt shopping lại. Còn một điều nữa, hy vọng trên sau chương trình này chắc có tin vui. Bữa giờ cũng mong nhiều nhưng mà em nói thì khi nào đến thôi chứ bây giờ đúng đâu rồi. Sao? Thực ra mình đừng có tạo cái áp lực trong dạ, đầu rồi. Mình á thì là cái chuyện đó dễ dàng. Chương trình cũng chỉ mong là tụi em sẽ có tin vui giống như là cái điều mong muốn của chồng em. Cuộc sống của tụi em vẫn lúc nào cũng hạnh phúc, nhiều tiếng cười như bây giờ. Còn cái điều mà vợ em mong muốn ở em á, chị nghĩ rằng em cũng cố gắng đáp ứng, tức là quan tâm nhiều hơn chút nữa. Dạ. Tại vì quan tâm nhiều hơn chút nữa thì dễ có em bé hơn. Nghĩa là trước đây quan tâm ít ít thì bây giờ nhiều nhiều hơn chút xíu thì em bé nó mới quan tâm hai người. Xin cảm ơn anh chị. Rồi, xin cảm ơn. Sao cái lời cầu hôn đó là những cái gì nó diễn ra trơn tru không em? Dạ cũng tạm tạm. Dạ lần đầu mà anh. Cũng chật vật chứ. Lúc đó bé mới 20, bé này 18, biết tại cái gì mà không chật vật. Hai đứa là lần đầu tiên của nhau đúng không? Dạ chắc chắn luôn. Rồi bây giờ cho hỏi nghe, hai bạn ai võ công cao cường hơn? Khi mà lên sân khấu đấu thì anh hy sinh chết nhiều nhất. Anh hy sinh chết trước em đúng không? Nhưng dạ. Mà thực sự ra là ai nội công tâm hậu hơn? Anh giỏi hơn. Là đúng không? Dạ. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Trọng Tú. Dạ em 35 tuổi, hiện ở nhà là kinh doanh nhà trọ ở Bình Dương chị. Thế còn em? Dạ em là Trần Thị Kim Liên, em nay 32 tuổi, em đến từ Bình Dương. Em ở nhà giữ mấy bé với lại đi phụ ông xã dạy võ. Phụ ông xã gì? Ông xã em dạy võ. Võ gì em? Dạ võ cổ truyền Việt Nam. Cổ truyền Vô Vina anh... hả? Dạ không, võ Thiếu Lâm. Thiếu Lâm mà cổ truyền của Việt Nam. Dạ. Bây giờ anh có một lời đề nghị nha. Bây giờ em biểu diễn giùm anh một vài thế được không? Dạ. Rồi bắt đầu. Dạ. Hi dò. Rồi hay quá. Bây giờ hỏi võ sư nghe. Dạ. Lần đầu tiên Tú gặp bạn gái của mình là ở đâu? Tụi em biết nhau là nhờ người bà con mày mối. Ấn tượng đầu tiên thì em thấy cô này người gì mà sao mà trắng vậy, cừ có răng khểnh giống mình á. Mới gặp thì mình có hảo cảm rất nhiều, mình có thiện cảm. Còn em gặp ảnh sao? Cái gu của em nào giờ là phải dân thể thao hoặc là chơi bóng đá bóng chuyền. Tự nhiên xuống thấy anh này thư sinh, đeo mắt kiến rồi da trắng, bàn tay thì còn mịn hơn bàn tay con gái nữa. Em thấy công tử bột quá à. Em cảm thấy không có cảm tình, không lắm. Có cảm tình lúc đó chưa có thuận mắt luôn. Dạ đúng không? Ủa xí nhưng mà anh hỏi nè, cái lúc đó là em đã dạy võ chưa Tú? Dạ chưa có phơi nắng bởi vì dạ, trắng quá đúng dạ. Không dạ. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ em vừa tròn 18. Em vừa tròn 18, còn Tú là 20. Dạ. Trời lúc nhỏ xíu à ha. Là cách đây là 10 mấy năm rồi. 14. Tú ơi, em học võ từ khi nào? Nói chung là lấy vợ về rồi mới bắt đầu mình học võ. Lý do?
Nhiều khi mốt vợ có cầm chổi chà dí thì cũng chạy kịp. Trời ơi, lý do là ghét không? Nguyên nhân đầu tiên là sợ học vợ. Võ để tự vệ. Sợ vợ đối với hành. Vợ à. Nãy có chi tiết là gì nè? Em phụ cho chồng dạy võ là phụ dạ. gì? Hay em là cũng phụ dạy chồng luôn. Dạy luôn? Dạ, dạy luôn? Cũng dạy luôn. Là em cũng biết võ luôn? Dạ. Wow. Mà lý do gì em học võ? Em thì em đam mê từ nhỏ rồi. Nhưng mà sau này lấy chồng về thấy ông xã đi học thì em xin đi học theo. Rồi bây giờ cho hỏi nghe, hai bạn ai võ công cao cường hơn? Khi mà lên sân khấu đấu thì anh hy sinh chết nhiều nhất. Anh hy sinh chết trước em đúng không? Nhưng dạ. Mà thực sự ra là ai nội anh, công tâm hậu hơn? Anh giỏi hơn à. Là đúng không? Dạ. Ủa mà lúc đó chưa nắm tay người ta, biết nắm tay người ta sao biết tay ta em mình? Nhìn qua cái bàn tay anh thấy bàn tay anh đẹp. Vậy thì làm sao mà hai bạn đến được với nhau? Không ưa mà, đã không thích mà. Nhưng mà qua nhiều lần tiếp xúc với lại là hai đứa có đi chơi, đi uống cà phê thì cảm thấy anh này chu đáo. Dạ, quan tâm dữ lắm. Cái gì tốt đẹp nhất thì đều nhường cho em hết. Nên là em thấy người này tốt với mình quá. Với lại cái động lực nhiều nhất của em là em cảm thấy gia đình bên anh Tú, ba mẹ rất là hạnh phúc. Dạ, nên là em cảm thấy ngưỡng mộ lắm. Em muốn là một thành viên trong gia đình. Từ khi mà lúc tiếp xúc được với ba mẹ. Nhưng mà quen nhau lâu không rồi mới đám cưới? Dạ cũng lâu. Lâu à? 4 tháng. 4 tháng quá ha. Ôi 4 tháng trời lâu. Dạ chưa tính tháng mới đám cưới. Cách đây bao lâu rồi ta? Dạ 14 năm chị. Mà nó nghe nè. Dạ. Tình yêu mà có 4 tháng mà đã đám cưới luôn rồi. Vậy thì cái mức độ thân thiện của tụi em, cái mức độ mà gia chạm của các em là tới đâu? Đám hỏi xong là hai đứa thì mới được phép, thì lúc đó là làm đám xong rồi vô nằm nghỉ ngơi trong buồng. Thì lúc đó là mới va chạm nhẹ là ôm hôn. Ôm hôn thôi. Còn cái gì là để lại cho đêm tân hôn đúng không? Dạ. Vậy đêm tân hôn nó có đặc biệt không? Đêm tân hôn anh Tú làm lãng mạn lắm. Em thấy như trong phim, hoa hồng rải trên giường rồi nến thơm. Em nói trời, xong bước vô mở cửa vô cái phòng ngủ đẹp quá mà anh chuẩn bị đâu hồi nào á, em đâu có biết đâu. Với lại một cái đầm ngủ thiệt là đẹp để đó. Ảnh cầu hôn ngay trong đêm tân hôn. Ảnh nói bây giờ bé chịu làm vợ anh chưa? Trời ơi, cứ ta rồi mà hỏi câu hỏi một cái câu mà thiệt á. Hỏi cho con. Lúc đó mà tỷ dụ nó không, em không chịu thì giờ làm còn sao? Chịu. Không lẽ trả nhẫn lại. Sao cái lời cầu hôn đó là những cái gì nó diễn ra trơn tru không em? Dạ cũng tạm tạm. Dạ lần đầu mà anh cũng chật vật chứ. Lúc đó bé mới 20, bé này 18, biết tại cái gì mà không chật vật. Hai đứa là lần đầu tiên của nhau đúng không? Dạ đúng chắn rồi. Luôn. Rồi hai đứa có con chưa? Dạ tụi em được 4 bé. 4 đứa luôn. Lâu lắm rồi mới tên. Lâu lắm rồi chị mới tính nói câu đó đó. 4 đứa mà phọt đứa nào cũng ngon lành hết trơn vậy thiệt. Nhìn tụi em giống như mới cưới hồi hôm vậy đó. Dạ. Rồi đứa lớn nhất là mấy tuổi? Dạ đứa lớn nhất là 10 tuổi, bé gái 10 tuổi rồi, 4 năm sau mới dạ, có con. Dạ 4 năm sau. Năm 2008 em có một lần có em bé. Nhưng mà bị hư. Trời, lần đó em buồn khủng khiếp luôn mà. Cảm thấy mình y như là người vô dụng á. Tự nhiên mình có em bé mà mình không có giữ được á. Nhưng mà lý do tại là mình không biết hay sao? Mình biết là có em bé nhưng mà mình không có nhẹ nhàng, không có nghỉ ngơi nhiều á. Cảm thấy là y vào sức khỏe quá. Em trong bị hay... tâm lý nhiều lắm luôn. Em cứ nói anh Tú thôi, bỏ em đi để tìm người khác sanh con cho anh, chứ em hư quá à, có con mà em không giữ được á. Tối nằm cũng nằm ôm anh Tú ngủ mà ướt khóc ướt áo ướt ngực ảnh hết. Sau đó là bao lâu rồi mới có đứa đầu tiên bây giờ? Dạ 2 năm. Thì cái cảm xúc của em lúc đó làm sao? Tháng nào hai chồng cũng canh hết trơn á. Thành ra là cái lần đó biết sớm quá, anh Tú mới nói thôi từ từ mình hả báo. Cái bé đầu kia là mình vui quá. Mình báo hết người này người kia rồi mình kiểu như là mình vui quá độ đi á. Thành mình ra nghĩ là nó không có tốt. Dạ. Đúng không? Bây giờ cứ mình cứ từ từ bé nó chắc chắn rồi mình sẽ thông báo cho ông bà. Thông báo cho bạn bè sau. Rồi bé đầu xong rồi bé tiếp tục là bao lâu mới có? Dạ em có liền luôn. Có em không dám ra được cái ra hoài luôn. Dạ. Đúng rồi. 9 tháng làm sau á. Là ra nữa? Dạ. Rồi cái đứa thứ ba? Đứa thứ ba thì em cảm giác là ngưng lại thời gian là 2 năm. Hai năm. Dạ. Rồi cái bé thứ tư? Là 3 năm.
năm 1, năm 2, năm 3. Còn chưa có năm đại học. Chưa có tốt nghiệp. Còn có tiếp nữa không? Em ngưng rồi. Anh Tú nói năm sau, năm tuổi anh đẻ con gái Úc, nó ẩn tuổi cha tốt lắm á. Dụ em hoài. Có nghĩa là thêm đứa nữa là đặt tên là đại học. Bây giờ bắt đầu mình đi vào cái phần mà quan trọng đó chị. Anh chị ha, thấy hai vợ chồng này vui quá à. Đại hội vạch mặt đó, cái phần đó đó. Anh ấy có những cái tật xấu gì nè? Ông xã em thì em thấy ít tật xấu lắm. Nhưng mà có một chút xíu chơi game. Mê game. Dạ. Có hơi lớn tiếng với con một chút. Trong mắt em vậy là cảm thấy anh bây giờ là hoàn hảo. Thôi bây giờ tới em. Tới em đó, ừ. Bé Liên vợ em thì xấu ăn, xấu ngủ, xấu ở. Xấu ở là sao? Xấu ở là mỗi lần mà nhà cửa bời bộn, rồi đồ đạc để không đúng nơi, con cái thì nói chung là đi học giờ thì mấy bé để đồ đạc lung tung hết. Thì cằn nhằn trong nhà với em vậy đó. Cái đó là cái mà xấu ở đó. Xấu ăn là sao? Đói lên là phải hối thúc em. Nhanh xấu đói. Không ăn là quạo. Là xấu đói. Đói bụng là quạo luôn. Mà bà có giỏ nữa. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa nè? Hết rồi, có nhiêu đó thôi. Mười mấy năm ở chung với nhau mà cái tật xấu mà hai người kể mà thấy có chút xíu, nó nhỏ nhoi quá, giờ sao đây? Thôi để coi. Vậy em muốn vợ em thay đổi gì không? Liên nấu ăn ok không? Gần đây thì nấu ăn ngon. Cười kìa, cười kìa. Cười có nghĩa là chắc cũng được thôi, đúng không? Có một lần là hồi đó mới cưới là em chưa có biết nấu ăn. Cái cô bếp cổ đi về quê, mẹ đem đồ ăn về, mẹ nói Liên bữa nay con nấu ăn nha. Trời, em xanh lét mặt mày hết. Em nói anh ơi, hết rồi giờ sao anh? Rồi cái anh nói để anh xuống anh nấu 1 phút 30 giây xong xuôi hết. Vậy là Tú nấu ăn ngon. Dạ, nấu ăn ngon. Bưng lên cái ba mẹ ăn, ba mẹ nói y Liên bữa nay nấu ăn được á ta. Ôi ơi, ai ngờ đó. Đâu hai chồng ngồi cười tủm tỉm. Lần đầu tiên ba mẹ biết điều này. Bây giờ ba mẹ biết. Coi như là một bí mật giấu mười mấy năm, bữa nay mới lòi ra. Nhưng mà giờ dâu đã nấu ăn được rồi. Vậy sao giờ Liên muốn Tú thay đổi điều gì? Em chỉ muốn ông xã em giữ gìn sức khỏe, ngủ đúng giấc, rồi ăn đúng giờ. Với lại có dạy con thì nhỏ nhỏ, đừng lớn tiếng với con nhiều quá. Thì Tú có mong Liên thay đổi gì không? Dạ, không có đâu. Vậy thôi đó hả? Giữ nguyên vậy đó hả? Giữ nguyên bổn cũ. Trời ơi, cái cặp này tôi nói thế là quá đặc biệt luôn á trời ạ. Mười mấy năm mà thứ nhất là nhìn phọt của hai anh chị giống như mới cưới hồi hôm. Đúng rồi, anh bất ngờ á. Bốn đứa con rồi mà cái tình cảm á, mà nói với nhau á, cũng giống như mới cưới hồi hôm. Thì á, chương trình chỉ biết là đầu tiên là cảm ơn tụi em từ Bình Dương lên đây tham gia chương trình, chia sẻ về cái hạnh phúc của mình. Sau đó là chỉ biết chúc tụi em cứ như thế hạnh phúc hoài như vậy thôi. Và cái lò vỏ ngày càng phát triển. Đúng rồi, càng nhiều môn sinh. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Dạ. Và trên mỗi một con hạc giấy này, mỗi một ngày chúng em gấp một con hạc giấy và một cái trái tim. Và trên đó đều có những cái lời nhắn nhủ dành cho em. Hai năm nữa, xong rồi lại tiếp hai năm nữa. Và cuối cùng đến mà lần cuối thì em hỏi bây giờ là có về hay không á. Không về là thôi luôn. Đó là sau khi mà đến biết tin mà chồng mà chắc chắn về ấy, thì rất là sung sướng, phải đếm từng ngày luôn. Xong rồi bắt đầu đi ra sân bay mà không dám đi một mình nữa, là phải gửi bạn đi cùng. Quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chín trăm chín mươi chín con hạt giấy phải không nè? Rồi xin em chào hai em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Đinh Tiến Hậu, năm nay em 34 tuổi ạ. Hậu. Dạ vâng. Hậu làm nghề gì? Em hiện tại đang kinh doanh. 34 tuổi rồi đó, mặt dạ, trẻ măng trẻ mẳng à. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Liên, năm nay em 33 tuổi ạ. Liên làm công việc gì? Dạ, em đang làm kế toán ạ. Kế toán. Bây giờ nè, anh rất muốn biết cái câu chuyện tình yêu của các bạn lần đầu tiên. Em gặp cô gái này ở đâu và em ấn tượng gì về cô ấy? Em với vợ em là bạn thân từ thuở bé, hai đứa học cùng lớp rồi, lại ngồi cùng bàn nữa, thành ra là chơi nhà thân. Có ở gần nhau không? Dạ, nhà em với nhà vợ em thì cách nhau khoảng mấy chục mét thôi ạ. Mấy chục mét rồi, là qua được. Dạ, học với nhau đến cấp 3. Khi mà rời trường cấp 3 thì em có đi vào trong Sài Gòn, vợ em thì ở ngoài Hà Nội.
học trong quá trình xa nhau thì mới thấy là nhớ, rồi cuối cùng thôi là chết lại... rồi yêu rồi. Rồi yêu, vâng, đấy là lúc đấy mới nhận ra là mình đã yêu ạ. Còn em thì sao, cái thời gian mà lúc mà còn nhỏ đó là em có thích bạn này không hay là em không ưa bạn này? Dạ, hồi lớp 6 thì bắt đầu là em học chung với nhau, là cô lại phát sắp xếp chung được chung bàn. Là nhìn này khó ghét lắm ạ. Ghét là lắm toàn con chia bàn thôi, gạch phấn chia bàn, là không có chơi với nhau luôn. Nhưng mà rồi cái lúc mà bạn ấy vào Sài Gòn thì lúc ấy cảm giác em sao, có giống bạn này không? Khi mà bạn ấy vào Sài Gòn thì lúc đấy thì bọn em vẫn đang là bạn thân. Thế sau thì cứ một tuần thì bọn em cứ gặp nhau ở trên mạng là 2 lần, và thứ 3 và thứ 6 thì mỗi lần là tranh thủ chat với nhau qua Yahoo á, là 2 tiếng một tuần như thế. Thì em cũng cứ ngày nào cũng mong là đến cái giờ đó để ra chat và để nói chuyện với nhau. Rồi đến khi nào thì mới hết yêu xa? Dạ, tụi em yêu xa là 9 năm. Wow. Chính thức 9 năm là lúc tính từ lúc mà nhận lời yêu. 9 năm đó là em ở Sài Gòn hết hay em có đi đâu làm việc hay như thế nào mà yêu xa dữ vậy? Dạ, trong 9 năm thì em có 2 năm là học tập và làm việc ở Sài Gòn. Sau đó là em có đi sang Hàn Quốc ạ. Là đi mấy năm? Em đi 7 năm Hàn. Em đi 7 năm nhưng mà là em có về không? Là em ở tuốt ở bên đó 7 năm? Dạ, trong 7 năm thì em có chính thức về, khi mà nói chuyện với gia đình ấy là xin phép gia đình để đi về thì là một lần. Còn 3 lần còn lại là về, trốn về để chơi với lại vợ ạ. Coi như vợ nhớ vợ quá. Dạ vâng. Ui, nhưng mà tụi em siêu quá, là tại vì vậy nè, 7 năm mà dành cho 3 lần thì nó không dạ vâng ạ, tí gì hết cho hai người yêu nhau. Đúng không? Dạ vâng. Thế rồi em sao mà em chấp nhận hay quá vậy? Đầu tiên thì là chơi với nhau lâu cho nên gắn bó tình cảm, thì khi mà yêu xa thì đầu tiên là anh nói là cũng không ý định là đi Hàn Quốc mà chỉ là yêu xa trước thế thôi, còn sau khi nào mà quyết định là đi Hàn Quốc thì nói là đi 3 năm thôi. Thì sau đó anh sẽ về, nhưng mà cứ hết 3 năm thì anh lại bảo thế anh thêm 2 năm nữa. Hai năm nữa xong rồi lại tiếp 2 năm nữa, và cuối cùng đến mà lần cuối thì em bảo bây giờ là có về hay không ấy, không về là thôi luôn. Đó, là giống như là định... anh tỏ tình với mình vậy đó, là bỏ nhau luôn đúng không? Dạ. Nếu mà như vậy rồi cuối cùng mới chịu về. Vậy tụi em lấy nhau là được mấy năm rồi? Tụi em kết hôn được hơn 5 năm rồi ạ. Dạ. Là được hơn 5 năm hơn rồi. Hơn 5 năm rồi. Dạ. 4 năm. Hai bạn này cả cuộc đời ở bên nhau luôn á. Đó. Thực sự luôn á. Trong cái khoảng thời gian yêu xa như vậy thì chắc chắn nó sẽ phát sinh rất là nhiều việc. Cái quan trọng nữa là cái niềm tin. Dạ, mà các bạn từ đâu mà các bạn lại có được cái niềm tin mà để mà giữ cho nhau cho đến coi như là 7 năm trời như vậy? Bởi vì bản thân em ấy là con gái thì em cũng rất là mong muốn là có một người yêu ở cạnh mình. Mỗi một lần mà yêu xa em rất là tủi thân. Ví dụ như là đi sinh nhật bạn này hay đi đâu đó đi chơi thì muốn là có người yêu mình bên cạnh. Nhưng mà suốt thời gian đó thì gần như là không, cho nên là em rất là hay giận dỗi với lại người yêu em. Dạ. Đòi chia tay không? Chia tay có ạ. Bọn em chia tay đến 3 lần. Vậy thì tại sao lại hàn gắn trở lại? Dạ, bởi vì anh nghĩ là lý do là vì gia đình thì em cũng rất là hiểu. Bởi vì em là bạn thân lớn lên từ nhỏ ấy. Cho nên em hiểu về vấn đề của anh ấy gặp phải. Và thứ hai nữa là em nhìn thấy sự chân thành của anh ấy. Đó là em mang đến đây chương trình là một cái bình hạc giấy. Cái bình hạc giấy này thì bình thường thì sẽ là con gái gấp. Nhưng đây rất đặc biệt, đó là chồng em gấp. Và trên mỗi một con hạc giấy này, mỗi một ngày chồng em gấp một con hạc giấy và một cái trái tim. Và trên đó đều có những cái lời nhắn nhủ dành cho em. Em có mở ra em đọc hết mấy con giấy này chưa? Dạ chưa. Em mới đọc có một ít thôi ạ. Tại vì mãi đến năm 2014 khi chồng em về nước thì chồng em mới mang về. Lúc đó thì có chồng em ở bên cạnh rồi nên em cũng đọc chỉ một số ít thôi ạ. Còn bây giờ nếu như anh muốn á, em khui ra, dạ, em mở một con hạt giấy ra em đọc bất kỳ, ra nghe. Bất kỳ. Dạ vâng. Một và em cho anh với chị Vân mỗi người một dạ, con. Rồi. Anh với chị Vân sẽ dạ, mở ra coi luôn. Dạ vâng. Tò mò quá chị Bin. Dạ. Rồi em đọc trước đi coi ông viết cái gì. Dạ. Xong rồi tới chị tên Bin. Dạ. Tính đến thời điểm bây giờ là 12 năm rồi chị. 12 năm. Dạ. Ngày 18 tháng 6 năm 2018. Vợ à, cố lên, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, cố lên nhé. Rồi, tới chị Vân đi. Ngày 2 tháng 9, 2008 nè. Đọc coi. Chà, mắt sáng quá ta. Sáng lắm. Ngày 2 tháng 9 năm 2008. Liên ơi, anh nhớ em quá. Ồ, tự nhiên xúc động ta. Liên ơi, anh nhớ em quá. Xong thì gọi cho anh đó, anh yêu em. Ngày 8 tháng 1 năm 2009, sao thế nhỉ? Người tôi yêu đã bị dị ứng. Em hãy cố lên nhé, Liên. Anh chẳng biết làm thế nào, chỉ động viên em thôi. Cố lên, cố lên.
Dạ. Phải nói rất là xúc xếp động. Lại đi cưng, xếp mình đang rất được là rồi. Xúc động với những cái dễ thương những quá cái lời đây là những cái lời mà gọi là sinh hoạt rất là bình thường, những cái lời chút xíu thôi, nhưng mà chị cảm giác lúc đó em ngồi em xếp, em tưởng tượng là em đang nói chuyện với Liên. Dạ. Đúng không? Một mình em cô đơn ở bên xứ lạ. Dạ, quê vâng. Người. Dạ. Thế rồi cái ngày mà chồng em về thì sao? Đó là sau khi mà đến biết tin mà chồng mà chắc chắn về ấy, thì rất là sung sướng, phải đếm từng ngày luôn. Xong rồi bắt đầu đi ra sân bay mà không dám đi một mình nữa, là phải cử bạn đi cùng để di ra và đón chồng về cùng. Bạn trai. Đó. Dạ. Rồi cái lúc mà thì cái thấy cảm giác đó là giống như kiểu vỡ òa tim mình. Em về lần nào cũng thế, thì thường thường là hai đứa sẽ chạy thật nhanh đến, xong là ôm nhau khoảng mấy chục giây, xong đó sẽ nắm tay nhau đi về. Dạ, hạnh phúc thì đôi khi có rớt nước mắt ạ. Vỡ hòa chứ. Chắc là Liên khóc nhiều nhất. Đúng không? Và sau đó bao lâu thì cưới nè? Dạ, sau khi anh ấy về khoảng 10 ngày là bọn em tổ chức đám cưới á. Chà, cũng lâu quá. Dạ, vâng, nhanh lâu quá. 10 ngày mới cưới. Cưới liền chứ, bây giờ đi xa quá rồi. À. Rồi bây giờ là hai đứa là đang sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Còn gia đình em thì ở Bình Dương ạ. Các em có mấy bé rồi? Vậy em có một bé 4 tuổi ạ. Một bé 4 tuổi rồi. Dạ. Như vậy là quá hiểu nhau rồi. Vậy dạ. Thì bây giờ nè, cho hỏi nè. Dạ. Tật xấu của anh ấy là gì? Dạ. Hả Liên? Lúc mà về rồi thì em cũng thấy là tật xấu của anh ấy là hay quên. Tới lúc mà đưa con đi học nhá, thì con thì ngồi nằm sau với xe mà xem điện thoại nên là không có tiếng động gì cả, mà đưa con đi học thì quên, đưa lên thẳng lên cơ quan luôn, công ty luôn. Chưa là học. Coi như là dạ. Đưa con đi học nhưng mà đi ra cơ quan luôn. Dạ. Còn rồi. Mà ở nhà mà có dặn bảo anh là sửa giúp em cái gì đấy là tôi bảo lát nữa anh làm nhưng toàn quên. Em mà có ghi lên giấy dán lên tường ấy thì cũng vẫn cứ quên. Rồi tiếp theo nữa. Dạ, cái thứ hai là nóng tính đấy ạ. Nóng tính nhưng mà có bao giờ quát nạt và động tay động chân gì tới em không? Dạ, cái đó thì không, nhưng mà nhiều khi mà ở chỗ đông người ấy, hay cáu nhăn mặt với em lắm. Cho nên là cái đấy là tính xấu của chồng em. Em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em mong muốn là anh ấy thì kiềm chế cái sự nóng tính hơn. Và nếu mà em có sai hay chỗ đông người gì đó thì cứ về nhà nói từ từ với em ấy. Với lại đặc biệt là phải cải thiện trí nhớ một tí, tránh quên. Rồi mà em, tới em, cô ấy có tật xấu gì? Vợ em thì chắc là ham ngủ. Hai nữa là ngày trước thì nấu ăn em thấy là cũng ok lắm. Nhưng mà dạo gần đây kiểu là lười nấu ăn. Thế làm sao ấy? Vâng, vị nó nhạt đi rồi. Đấy, với hai nữa là mỗi lần nấu ăn xong ấy, chén đũa rồi xong nồi là thôi rồi, nguyên một mớ luôn. Ai muốn làm gì làm. Dạ đúng rồi ạ, ăn xong là vắt chân lên, xong là bảo em nấu rồi, bây giờ là đến lượt anh là phải dọn thôi. Tôi là người nấu còn cái ai dọn làm mặc kệ. Dạ đúng ạ. Rồi nhưng mà vợ em là tánh có nóng hoặc là có hay cáu giống em không? Vợ em thì có cái tật là đang ngủ mà ai mà có động chạm gì đến là hay cáu gắt lắm. Vâng, ngay kể cả đi xe cũng vậy, bật điều hòa mà nó lạnh một chút thôi là cũng cáu gắt lên với em liền. Cáu gắt luôn. Là cáu bẩn á, có là hay cáu bẩn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà hồi cái thời mà yêu xa đó là thường là bao giờ chắc thế nào cũng nói ôi anh về đây em sẽ chăm sóc anh, em sẽ chăm sóc, em sẽ lo lắng cho. Còn bây giờ thì sao? Đợt mà em cũng ở bên đấy thì cũng dụ em về nhiều lần, đúng bởi vì rồi. Là về là anh về đây anh làm việc bên đấy vất vả rồi về đây em là đấm bóp, vâng đúng rồi, chăm sóc rồi đấm bóp rồi này kia, nhưng mà em thấy là từ được đúng một lần đấm bóp, bây giờ mỗi một lần đấm bóp rồi này bảo chứ sao trước ngày em bảo là đấm bóp cho anh thì lại nói là thì đợt trước anh về em đấm cho lần rồi thầy. Ý là thế, đấm rồi lần đó em đấm rồi. Dạ. Em đã thực hiện lời hứa rồi. Dạ vâng đúng rồi đấy. Bà này quá khôn. Khôn. Dạ. Bây giờ cái nguồn kinh tế là ai là người kiếm về? Dạ thực tế thì là nguồn kinh tế thì em thấy là hai đứa giống như nhau. Nhưng mà ai là người làm kinh doanh? Vợ em thích đếm tiền, em lại cứ để nhường hết cho vợ. Và mỗi lần em muốn mua cái gì hoặc em muốn làm một cái gì đó thì sao? Thường thì em cứ mua theo sở thích của vợ em là chủ yếu thôi. Ví dụ vợ em mà muốn máy tập chạy hay là mua cái gì gì đấy là em cũng chủ động hỏi tiền, nhưng mà nếu mà hỏi không được là em cũng chủ động đi mượn tiền để phải tự đi kiếm tiền. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Không được. Dạ không, em cứ vay mượn xong rồi người này cũng phải trả thôi. Cứ vay mượn người này người kia xong rồi mua xong rồi lại vợ em lại trả. Tại nhưng mà hỏi trực tiếp mà đưa thì lại không đưa cho trực tiếp. Dạ em. Vâng đúng ạ. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi gì? Bởi vì là trong quá trình sống với gia đình nhà em thì vợ em chưa có hòa đồng được với lại bên nhà nội. Mong muốn vợ em là cải thiện cái mối quan hệ giữa vợ em với lại mẹ em cùng với lại tất cả mọi người trong gia đình nhà nội. Vâng.
Rồi. Có nghĩa là hiện giờ là em với vợ em đang sống riêng. Dạ vâng ạ. À, mà gia đình em thì ở dưới Bình Dương. Dạ vâng. Còn gia đình của vợ thì ở đâu? Gia đình em ở Thái Bình ạ. Ở Thái Bình, hiện giờ vẫn đang ở Thái Bình đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ chị hỏi em nè, lý do gì mà em vẫn chưa hòa đồng được với mẹ chồng, với lại mọi người trong gia đình? Chắc là cũng chỉ là do văn hóa gia đình chồng em chuyển vào đây sớm lâu rồi ấy. Cho nên là sống theo phong cách miền Nam thì nó sẽ thoáng hơn một chút. Còn em thì kiểu ngoài Bắc thì nó sẽ có thể là mà nó phong cách sống của nó hơi khác nhau thôi ạ. Thì bây giờ một tuần hay là một tháng dành 2 ngày trong 2 cái cuối tuần về với ông bà, dạ, thì một điều nhịn chín điều lành, các cụ có gì đi chăng nữa thì với bổn phận mình là dâu, dạ, mình cứ coi các cụ như cha mẹ ruột của mình. Dạ. Để các cụ vui, các, dạ, cụ vui thì chồng em cũng vui. Dạ. Dạ. Rồi, xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp ảnh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký, nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy, và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Anh ơi, em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Do vậy em thấy là thôi, số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có là nghĩa một... là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ đúng rồi. Kiểu như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hay hài mà nó vui vui. Vui chứ, vui mà chứ em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi. Trời ơi. Tái ngộ. Dạ, lại tái ngộ nữa à? Tái ngộ là tái ngộ sao? Tại vì em cùng với Ngọc Lan đã đến nhà của hai vợ chồng gõ cửa thăm nhà rồi chị. Xin chào chàng trai nhạc sĩ mắt nai cha cha cha. Xin chào MC vui tính đẹp trai Hài Hước Quốc Thuận. Đã từng làm nền cho chị Thúy Nga hát bài mắt nai cha 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 suốt thời thanh xuân của ảnh. Thanh xuân của mình là gắn liền với mắt nai cha cha cha. Và cái mối tình đơn phương vẫn cũng gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cái đó là lỗ. Tới bây giờ vẫn còn yêu chị Thúy Nga. Cái đó là bạn đừng nghe cô ấy nói nha. Đừng nghe những gì cô ấy nói. Cái phần cuối, cái phần mà yêu thầm Thúy Nga là không có đâu quý vị. Bữa đi ra chợ có người hỏi rồi kìa. Chị Lương Đức may mắn được ngày hôm nay đến với chương trình, gặp anh Thuận, chị Hồng Vân, dẫn bà xã tới để có những cái chia sẻ tạm gọi là vạch mặt cho người xem. Gọi vạch mặt mà ở đây thú vị lắm. Cái cô gái bên đó thì quá là xinh xắn vậy đó à. Trước tiên thì cho em được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Liên Thảo, hiện tại thì em đang làm công việc là MC dẫn dự sự kiện, cũng như là em làm giáo viên. Hiện tại thì em cũng với cả anh Luân là đang có một công ty tổ chức sự kiện nữa. Cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ vâng, em với cả anh Luân là anh ấy sinh năm 82, còn em sinh năm 94. Cô hay gọi là cổ là con chó con, em là chó già. Ê, cái cặp này bắt trend kịp ghê. Bắt trend sao chị? Bắt trend sao nè, bắt trend ra nè, nó nghe cái nè. Tại vì ngày xưa lúc mà quen nhau thì anh ấy hơn em một con giáp này. Đã thế anh ấy còn kiểu rất lo lắng, chu cấp. Xong rồi lo tất tần tật từ cái ăn, cái mặc. Nói chung là cái gì anh cũng lo, cho nên đúng là như một người anh, một người cha vậy. Một người cha, một người anh, một người bạn. Và đôi khi là em hay gọi đùa anh ấy là Sugar Daddy, còn em trời là Sugar Baby. Đó, bắt kịp trend dễ sợ. Sugar Daddy, Sugar Baby. Dạ không, mặc dù em nhiều tuổi nhưng em vẫn trẻ. Và em không đồng ý với kiểu đấy. Em vẫn là Sugar Baby. Dạ. Ủa vậy cuối cùng là ai là Sugar lớn? Sugar Mommy. trời ơi, dễ sợ quá. Nhưng mà nói nào ngay nha, chị nói thiệt, hai đứa nhìn rất là xứng. Rồi bây giờ tới bạn giới thiệu về mình. Dạ, kính thưa hai MC xinh đẹp. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, em tên là Sĩ Luân. Dạ, em sinh 1982. Em là Sugar Baby của Sugar Mommy. Như vậy thì là em gạn lọc khơi trong, em tìm được cái Mommy Sugar của em là ở cái nhánh nào trong công việc của em? Dạ em tìm được cổ trong chùa. Em trong biết chùa. Em biết. Bữa nay chị mới gặp được bé này á, chị không tưởng tượng là nó xinh xắn mà nó đẹp như một công chúa vậy. Mà trời. Mà lại chấp nhận luôn. Là có baby rồi luôn hả? Dạ vâng ạ. Cổ đã gài em rồi chị ạ. Dạ. Trời ơi, công chúa nhỏ được nhiêu rồi? Bé hiện tại là được 6 tháng và bé hiện gần nặng gần 8 kg và rất là
kháu khỉnh dễ thương, và đặc biệt em hay gọi là hoa hậu thân thiện bởi vì bé rất là hay cười, gặp đúng ai vậy. Cũng cười và ít bữa khi là khóc gặp lắm em ạ. Thôi đó mà đã cười sặc sủa luôn. Cười khi em đi chùa làm cái khóa tu mùa hè, gặp một cô gái mặc đồ lam không make up gì cả, mà cổ quét dọn lau chùi này kia rồi phục vụ các ca sĩ, thấy thương quá. Ôi vậy đó và hả? Ở trong chùa nhiều ngày để phục vụ khóa tu khóa lễ, thì em thấy là đây là một cô gái có một cái sự tinh khiết trong tâm hồn, và những người trẻ mà cống hiến sức của mình cho cộng đồng, đó là cái điều rất tốt. Thì em cảm nhận đây là một cô gái có cái điểm chung với mình. Em không ngờ là sau đấy cổ đã cua em. Tại sao lại có một cái phản ánh giật đó, đó. Là sao em? Em có cua ổng không? Người ta nói là phụ nữ thì yêu bằng tai mà đàn ông thì yêu bằng mắt. Em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ đó. Tức là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy, là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm. Và sau đó em ấn tượng nhất đối với anh Luân đó chính là cái sự giản dị của anh ấy. Bởi vì anh là một người nổi tiếng nhưng mà gặp ai anh cũng rất là hòa đồng, anh cũng chào hỏi mọi người một cách rất là dễ thương. Và anh ấy chủ động là làm quen với em luôn. Em cảm thấy rất là ấm áp. Và sao ta, tiếng sét ái tình đúng không ạ? Em có ý kiến này nữa. Em quý cô ấy nhưng mà cô ấy chủ động tấn công em. Tấn công bằng cách nào? Bằng nhiều hướng. Có nghĩa là sau đó hay là tại thời điểm đó luôn? Dạ sau đó chứ. Nhưng mà trước đó em có biết anh này chưa? Em biết anh ấy từ hồi mà còn nhỏ, em đã nghe nhạc của anh rồi. Hồi năm lớp 8 em được bố cho vào trong này để chơi. Tại vì ngày xưa là em ở Hà Nội. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp anh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký. Nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy, và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Em được gặp cái người trong mộng của em. Em được gặp cái người mà gọi là giống như em yêu thầm, mà lại bây giờ em lại gọi là giống như là em chiếm hữu được toàn bộ người ấy, từ thể xác lẫn tinh thần, vật chất lẫn, phải nói là chiếm hết luôn đó, đúng không? Mà nhiều khi đúng không, thực sự là em không bao giờ tưởng tượng được là Sĩ Luân lại là chồng của mình. Khi mà em nghe như vậy em đã không? Tức là trái tim em nó giống như là nó thực sự là mình dùng cảm giác là nó vui sướng gì cực kỳ. Đúng vui không? Mà nó còn sướng nữa. Vì mình không nghĩ là một cái người mà thương mình lại là một cái người hâm mộ mình từ nhỏ như thế. Cho nên là ông Tơ và Nguyệt là có thiệt nghe mấy đứa. Cái lúc đó là đã yêu chưa? Lúc đó thì thật sự là quý thôi chứ chưa yêu. Chưa yêu đúng không? Nhưng mà mình thấy là một cái cô bạn trẻ, mình gọi là bỏ xứ mà vào trong một cái vùng đất mới lập nghiệp và chịu khó. Ngoài cái việc buôn bán này kia, ngoài đường ngoài xá, dành thời gian đi học, rồi còn đi vô chùa làm công quả, rửa chén, rửa bát, làm tất cả mọi thứ phục vụ mọi người, thì bản thân em cảm thấy là một cái sự yêu quý. Mình có cảm tình. Yêu thì mà không thể lúc đầu mình gặp nhau mà yêu được liền. Rồi đến khi nào thì mới là chính thức yêu nhau? 6 tháng sau liều nhau. Thực sự đến tận bây giờ cái khoảng thời gian mà em nghĩ lại em vẫn còn thấy sợ, đó chính là khi mà em vào Sài Gòn thì mọi thứ đối với em rất là mới mẻ. Em không hề có một người bạn ở đây. Thực sự là lúc đấy em rất là cô đơn và lạc lõng, thì em chỉ còn cách là đi lên chùa để có thể là làm công quả, cũng như là mình có một nơi để mình nương đi về đó. Và vâng, có một nơi để mình nương tựa. Lúc đấy em không có một đồng nào trong người cả. Em quen một cô bạn ở trên chùa, cô mới bảo là thôi mấy giờ mày không có tiền thì mày qua nhà tăng mày ở tạm, mà nhà của bạn ấy khoảng 20 m² mà có ba mẹ con ở, không có tiền. Thế là bắt đầu mới đi bán cái điện thoại của mình, bán được 200.000, rồi hàng ngày đi bán sim dạo ngoài đường vậy đó chị. Xui ở cái là cái chỗ mà em làm thì nó lại giật tiền của em, nó không trả tiền cho em. Khi mà em thiếu tiền quá thì là em đành phải vay tiền bạn thân của em ở ngoài Hà Nội, thì bạn chuyển tiền cho em. Thì khi mà em ra ngoài ngân hàng em rút tiền thì cái thẻ nó núp cái máy của em, cái thẻ ATM của em. Thế là em không có cách nào khác, em đi ra ngoài ngân hàng để em cầm chứng minh thư đi để rút tiền, thì em để cái điện thoại trên bàn, thế là trộm nó cướp mất luôn. Lúc đó em cũng không để ý. Số đúng nhỏ. Thế xong rồi không có tiền mà không có một cái gì cả. Xong rồi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ. Em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Thực sự là nếu mà không có anh Luân thì em không biết phải là sống như thế nào trong khoảng thời gian đấy. Không biết làm sao cái ơn này mình trả hết nữa. Thôi bây giờ dùng tâm thân này để trả. Thôi cứ lại đi à, thí chủ à. Trời ơi, nhưng mà số xui đó, cô này gặp nhiều cái chuyện xui. Như vậy là hai bạn là yêu nhau mấy năm rồi? Yêu và cưới luôn là bà mấy năm rồi? Dạ, từ 23 tới bây giờ. Luân với Thảo là đã hình như là chưa kết hôn đúng không? Dạ, kết hôn rồi nhưng mà chưa cưới ạ. Đăng ký kết hôn thôi. Dạ, vì chúng em cố gắng đám cưới nhưng mà chúng em không chiến đấu lại con virus. Đúng ra là trong năm nay. Dạ, thì là nhưng mà
trước khi mà dịch xảy ra thì tụi em có làm một cái lễ hàng thuận tại Thái Lan. Chị đang muốn hỏi rồi em bé thì sao? Em bé ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Dạ, trong hoàn cảnh tai nạn ạ. Tai nạn sao? Cô ấy với em thường xuyên đi du lịch và bụng cô ấy không có tốt. Nhiều khi là 5 lần đi là coi như 2 lần vô bệnh viện là ăn không tiêu. Thì sau nhiều lần ở bệnh viện thì là cũng đau bụng em nhớ bình thường. Rồi cô ấy chuẩn bị đi Anh du học. Là bé này á đang chuẩn bị là đi Anh. Đi Anh, dạ. Nhận cái show cũng sau đó cũng cả năm đã trời. Đã ký hợp đồng với cả khách hàng rồi. Sau đó thì đùng cái là cầm cái tờ giấy và cô khóc như mưa, ướt cả cái tờ giấy. Anh ơi, em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Hôm đấy là chỉ nghĩ là anh đưa em đi bệnh viện chỉ nghĩ là để khám nội soi xem là có gì không, thì nhưng mà bác sĩ nhất quyết là bảo là thôi siêu âm trước đi để xem là có em bé hay không đã. Sau đó thì trời, giống như là một cái tin động trời làm em đứng hình phải mà rất là lâu về sau em mới có thể tỉnh táo rồi mà em bước ra khỏi cái giường bệnh rồi để em xuống em đưa kết quả cho anh. Thế là em đưa cho anh tờ giấy thì em quay mặt coi đi, anh nhìn đi. Nhưng mà còn Luân thì sao khi mà Luân Luân có rung không? Luân cầm tờ giấy đó Luân ấy thì phản ứng em thế nào? Em thì mẹ nuôi của em bác sĩ Nguyệt là bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện Vạn Hạnh. Thì em đang ngồi nói chuyện với mẹ rất bình thường. Thế là mẹ với em đều phá lên cười. Chúc mừng. Thế là mẹ cũng nói là mẹ thấy con 40 tuổi rồi sao mãi không thấy mày có vợ có con nữa, cho nên cái việc là thay vì có em bé là người ta sẽ bất ngờ thì hai mẹ con vui chúc mừng mày không bị vô sinh, mẹ em chúc mừng em. Nhưng mà trước đó là Luân có bao giờ sợ là mình bị cái đường con cái không? Cũng sợ á, tại vì xung quanh em bạn bè đa số là không sinh được. Và có những bạn học trò của em kết hôn 10 năm cũng không có con. Và các ca sĩ học trò của em thì đôi khi định cư ở Mỹ một năm mà về đây vài lần để làm thụ tinh nhân tạo, làm tới 4 lần thì mới được em bé hết tỷ mấy. Do vậy em thấy là thôi số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có nghĩa là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ, đúng rồi. Như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hài hài mà nó vui vui. Vui chứ em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Cả cô ấy và em cũng sốc. Tại vì cái plan của hai đứa thì có thể là 5-7 năm sau mới có. Còn bây giờ là còn quá nhiều công việc và hai người đang ở trạng thái độc thân. Nhà ai nấy ngủ, công việc xong về ngủ, Lan đang ngủ không lo gì cả. Thì có em bé là một cái trách nhiệm hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới. Và trước đó là hai người là ở riêng. Trước đó nha, nhà trước, ai nấy trước ở... khi có baby á là ở riêng. Nhưng mà sau khi mà phát hiện có em bé rồi thì là hai người có thay đổi không? Lúc baby trong bụng thì đã thay đổi rồi. Đúng rồi. Là quyết định về ở chung để mà Luân tiện bề chăm sóc, đúng không? Em biết mình có em bé thì phản ứng của bố như thế nào? Bố em thì chắc chắn là bố em không vui rồi và không hề đồng ý cái việc mà chưa kết hôn mà đã có em bé, thì rất buồn về chuyện đó. Chắc chắn rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì bố em... Bây giờ thì bố cổ yêu em hơn yêu cổ. Rồi. Nghĩa là bây giờ hai bạn đã ở chung một nhà ở quận 7 và chương trình gõ cửa thăm nhà đã ghé thăm nhà rồi. Rồi. Thôi bây giờ mình qua cái phần 2 đi. Bà ngoại tuyệt vời lắm. Mục đích của hai người là lên đây để mà kể tội nhau nè. Chương trình phần 2 tố cáo vạch mặt nhau. Mình dùng cái từ đâu? Vạch mặt đó. Mặt đâu? Từ em đi Liên Thảo. Vạch mặt tật xấu của ông là gì? Tật xấu của anh. Anh luôn á, anh ấy bị bệnh phong thấp cho nên là anh ở rất sạch. Chính vì lý do đó nhưng buổi sáng nhiều khi là hai đứa ở với nhau thì em buổi sáng em hay bị đau bụng mà anh Luân anh ở trong nhà vệ sinh phải mấy tiếng đồng hồ. Em bảo là anh ơi xong chưa cho em phải xin đi vệ sinh với, mà anh đi vệ sinh mấy tiếng đồng hồ luôn. Nhiều lúc mà em mót lắm mà em đi vệ sinh mà mấy tiếng đồng hồ luôn á luôn. Dạ thường em hay viết nhạc trong ý tưởng trong lúc mình tắm. Bữa nay mới biết được nha. Nó sẽ thoải mái ra ý tưởng và dĩ nhiên là có hai phòng tắm mà. Thì cũng cứ dành cái phòng tắm dưới với em. Phòng trên cũng có không đi. Ủa nhưng mà cái bài mắt ra cha là ra đời trong toilet luôn hả? Dạ ở ngoài thưa anh. Ý tưởng thì ở trong nhưng mà nó ở ngoài. Phải ra ngoài. Rồi tiếp tục. Còn thật xấu vậy nè. Có một khoảng thời gian là anh bị tai nạn và bị mất trí nhớ. Chính vì lý do đó cho nên bây giờ tận bây giờ anh rất là hay quên. Hồi mà mới quen nhau, đang quen nhau thì hẹn em đi chơi. Alo em bảo 10 giờ anh đến đón em nhé. 11 giờ em không thấy anh ở đâu, em mới nhắn tin không thấy anh trả lời. Cái 12 giờ em gọi điện, alo anh đang ở đâu đấy? Hả, anh mới ngủ dậy, hôm nay có gì không em? Xong em bảo là, ủa hôm nay anh hẹn em đi chơi mà em đang rất là đói, em đang đợi anh đưa em đi ăn đây. Ủa vậy hả, sao anh không nhớ ta? Là anh rất là hay quên, thậm chí là vừa mới ăn xong một lúc sau đến chiều anh ấy đói là ủa hình như sáng mình ăn chưa ta?
không nhớ là đã ăn hay chưa nữa. Cái tai nạn đó mà bây giờ mà anh ấy như thế này là anh là siêu nhân rồi. Đúng rồi. Cho nên rằng cái đó là mình gác đi, không phải thật xấu nữa. Nhưng mà bây giờ có cải thiện được không Lương? Dạ, phải lưu vào điện thoại. Thì cũng muốn mua cái gì đó hẹn gì phải lưu vào điện thoại. Liền. Dạ. Yeah. Tôi cũng vậy. Nhưng mà khổ. Tôi cũng bị luôn hả? Lương. Ghi hết, anh mua này cho em nhớ nha, xong ghi hết nhưng mà quên đến chỗ mua. Quá chuẩn luôn. Có những khi mà em bảo là ủa sao anh chưa mua sữa, chưa mua tã cho con vậy? Ủa em có nhắn anh mua tã hả? Có, anh kiểm tra tin nhắn đi. Anh quên mất. Cái lúc mà em mang bầu á, anh ấy thấy em bầu vất vả quá, tại vì nặng quá rồi còn đau nhức tùm lum, thì anh luôn anh thấy thế, anh ấy bảo là sao bầu cực quá thì thương quá, mới nói là thôi em chỉ cần việc đẻ thôi, đẻ ra thì tất cả anh lo. Ôi em hy vọng mấy câu nói đấy lắm, cho đến khi đẻ em bé ra anh ấy đi mất hút, không thể ở nhà. Cũng thông cảm cho anh ấy, bởi vì là ngoài việc là vừa là chồng vừa là cha ra thì anh còn làm quá một người việc. Nghệ sĩ lại còn rất là nhiều công việc, cho nên là cái khoảng thời gian dành cho gia đình rất là ít, và chính vì thế cho nên là dù mà mới sinh em bé xong cho đến tận bây giờ thì em cũng phải là đa phần là em là người chăm em bé nhiều hơn chồng em. Và em cũng mong là chồng em có nhiều khoảng thời gian hơn dành cho hai mẹ đó con là phần mong muốn. Dạ. Đúng không? Mong muốn luôn. Dạ. Em mong muốn thay đổi luôn đi, mong muốn luôn đi. Mong muốn là chồng ơi, bây giờ thì vợ biết là chồng là một người rất là thích làm từ thiện này, rất là thích làm những công việc xã hội. Tuy nhiên thì hai mẹ con rất là cần anh. Anh có thể nào mà bớt chút thời gian quý báu của mình để về nhà và chơi với con nhiều ăn hơn cơm, được không? Chơi với vợ, chơi với con. Vô điện thoại nha, em phải lưu cái câu này vô điện thoại. Chơi với vợ con mỗi ngày. Thậm chí là có những ngày em nằm em chăm con mà em mệt quá em nằm ngủ thiếp đi, thế là em nằm ngủ em nằm mơ luôn, em nằm mơ là anh ấy về nhà luôn ý. Nhà em mỗi lần mở cửa ra thì sẽ có một cái tiếng tò tí te, thế là em nằm mơ là có tiếng mở cửa của anh ấy về, xong rồi anh sẽ nói là ba đây ba về rồi đây. Nhưng mà em nằm mơ về xong một lúc sau 5 phút sau là em thấy có tiếng mở cửa về. Trời ơi, em mừng quá, em mở mắt ra em chạy ra, hóa ra không phải là anh Luân mà là mẹ em về. Trời ơi. Chưa thương quá mà trong giấc mơ cũng thấy luôn đó. Mong đó. Rất là mong về luôn ấy ạ. Rồi bây giờ tới Luân. Dạ. Tật xấu của cô gái xinh đẹp này là gì? Một cái tật xấu khủng khiếp đó là luôn luôn lấy tiền của em. Luôn hỏi là hôm nay em đi làm về có mệt không? Có kiếm được nhiều tiền không? Đến tháng lãnh lương chưa? Đưa em để em cất vô két. Và em nó mua cho cô một két bự thật bự để trong phòng riêng của cô, và hàng ngày cô mở ra mở vô và cô đếm luyện tập đếm hoài như là luyện tập luyện tập vì cái luyện món tay. Nhưng cái điều hay là khi mà em đưa tiền cho cổ thì nó lấy lại nguyên. Rất khó. Dạ không, nó còn nguyên. Sao em cứ đem tâm trạng của em mà em áp đặt cho mọi người vậy đi, khổ ghê. Hỏi mình hỏi mà lấy tâm trạng của mình hỏi á, tức là hạ tiền đưa đi rồi là khỏi lấy lại ha. Riêng về trường hợp mắc nai cha này nha. Cái tật xấu là thích giữ tiền của chồng, nhưng là cái điều lạ là khi mà em cần cô lại đưa. Bất cứ gì là cô tin tưởng là em sẽ làm những cái điều đúng, những cái điều tốt. Còn những cái tật mà đáng yêu cỡ vậy trẻ nữa con không? Ví dụ như là thích chơi mấy trò mạo hiểm, cái trò đu quay chổng đầu lên rồi vậy là giống bí ngô y chang luôn. Hay đó. Là đứng bí ngô trên cao lao 12 tuổi thôi đó. Vậy là không thấy sự nguy hiểm, mình nhìn thấy là thôi. Lỡ khi nào mà thang nó hư hay là ốc nó rớt ra mình té cha xuống rồi thôi không chơi. Đúng là tâm lý của người cha đó. Không, đúng là tâm lý người cha với người mẹ mà nhìn con chơi nó sợ lắm, nó đòi. Còn bà này là cứ vô là mua vé mua chơi, nghĩa là mới thấy bà đây mất tiêu rồi. Đâu rồi. Cô này là thuộc mối thích khám phá, thích rừng rú, thích đi phượt đi này kia cộng đúng em. Nó nít mẹ em ơi. Em thì không. Mình phải vì an toàn. Uống trà đánh cờ nho nhã cha một sở thích rất ư là trẻ trung đó. Trẻ trung á, trà đạo đồ này cái nọ. Rồi nè, có vô tư không và có bao giờ bị dính lừa không đó? Ai, lừa. Ai? Bạn này cô này bị ta lừa hoài. Giờ mong muốn thay đổi rồi, gì em mong muốn cổ thay đổi gì nè? Em mong muốn là cổ sẽ ít nhằn chồng lại. Em rất muốn là cổ có một cái cuộc sống nó đầy đủ, do vậy mình phải làm việc. Và em nghĩ là cái làm việc không phải là cái trách nhiệm của mình không đối với gia đình, mà đối với đối tác của mình. Cái thời gian dĩ nhiên là trong ngày lúc nào mình rảnh là mình 3 giờ em con liền. Hy vọng là bà xã em sẽ không sao chưa về nữa. Thế là thế nào để cuộc đời em bớt khổ. Chị hiểu được cái quan điểm của em, nhưng đồng thời chị cũng hiểu được cái tâm trạng của Thảo. Em chưa quen được cái cuộc sống
cái cuộc sống gia đình hôn nhân nó phải như thế nào. Nhưng bây giờ là nó đã ở trong quỹ đạo đó rồi, mặc dù em chưa muốn, nhưng em phải chấp nhận là cuộc sống của em bây giờ, em, gia đình em là cái nơi cần em nhất. Xã hội cần đến em, mọi người cần đến em, nhưng cái người cần em nhiều nhất là vợ và con của em. Mọi người nghe có vẻ giống như là em đi làm suốt này kia. Thực sự nhu cầu bà này nhiều. Cái nhu cầu bà đòi hỏi em nhiều chứ không phải là em đi suốt khổ không, quá. Thì cái đó là chị không biết, cái đó là nội bộ của hai đứa tụi em. Cô thấy chưa? Cả cộng đồng xã hội nhìn tôi với một thằng đi làm hoài không về với vợ con, trời ơi tôi khổ quá. Thật ra không phải là đi làm suốt, mà là do là vợ đòi hỏi nhiều và muốn thêm, đúng không? Lúc nào cũng muốn chồng mới xuất hiện ở nhà. Cô này có một cái tính vậy, nghĩa là chồng là gì? Là phải ở nhà. Hai vợ chồng phải về thỏa thuận lại. Thỏa thuận lại phải thỏa thuận lại trước khi vạch mặt nhau trên sóng truyền hình. Để mọi người không hiểu. Khóc như mưa. Ta không hiểu là chắc cha này đi suốt không thấy về. Trời ơi. Ta yêu là lúc nào ta cũng muốn vậy. Nhưng mà bây giờ không những vợ yêu, còn con yêu mình nữa. À, riêng cô bé kia là cô yêu em. Đó. Cô không yêu mẹ cổ. Và mẹ cổ thường xuyên chửi cổ và em. Hai cha con mày mặc bánh bao như nhau. Cảm ơn Sĩ Lưng, cảm ơn Liên Thảo. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nha. Xin cảm ơn hai bạn. Em hát thử anh nghe đi. Trời, cái bả vừa cất lên một câu. Cái ông nói là thôi được rồi, em đừng hát nữa. Cái ông suy nghĩ. Cái xong ông anh khuyên em đừng nên đi hát. Em hát lại lần nữa đi cho anh. Cua trong bao lâu thì thổ? Một tháng thì. Một tháng là. Mà một tháng cua ổng mà em tốn kém đi lắm. Mà tiền ăn uống em trả hết, ổng đâu có trả đâu. Trẻ bây giờ khờ lắm. Rồi xong rồi cái lúc ổng đổ thì ổng đổ làm sao? Bữa đó em nói là ở nhà đợi em nha, em qua đón. Cái em đi taxi qua nhà ổng, cái em chở ổng ra ngoài Phương Trang. Lên Đà Lạt chơi. Dạ, từ khi mà khoát cái này lên là cái hiện này nguyên hình là hiện sao chung thì anh thấy yêu quái hiện sao là y vậy đó. Mời cặp vợ chồng của bạn giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Hôm nay Trung và Thanh cảm thấy rất là hạnh phúc khi tham gia chương trình, bởi vì đây là một chương trình rất là yêu thích với Trung và Thanh. Trung có thể giới thiệu kỹ hơn về công việc của em hiện giờ. Dạ, công việc của em là thiên về sáng tác và âm nhạc thôi. Còn bà xã? Dạ, em tên là Trần Kim Thanh. Hiện tại thì em đang làm quản lý của một nhà hàng. Dạ, em 26. Hai em là biết nhau khi nào? Tụi em biết nhau năm 2010. Thì lúc đó là tự nhiên cái em rảnh quá, em phải tìm cái gì đó học để nó hết thời gian. Cái là em mới nghĩ ra là đi học hát nhảy múa. Cái em mới hỏi bạn thì bạn cũng giới thiệu cho em là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Hồng Di. Thì ba nhạc sĩ đó là nổi tiếng, với lại chắc dạy hay lắm mới nổi tiếng. Em cũng nghĩ như vậy á. Xong cái em mới nhờ bạn xin số. Em gọi ổng, em hẹn ổng để gặp mặt để nhờ ông dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát trong cuối cùng. Dạy hò dạy hát. Đúng không? Nhưng mà học được lâu không? Em học được lâu không? Dạ em học có ngày. Có ngày luôn. Trời ơi. Một ngày chắc hết hồn ông thầy luôn. Dạ không. Cái ông thầy này chảnh lắm. Em hẹn mấy bữa luôn, ổng mới cho em được 1 tiếng để gặp. Gặp xong cái ông nói đi. Gặp ổng mình cũng bị choáng váng, mình không nói được luôn. Tại sao lại choáng váng? Nó đẹp mà nó cũng hơi lạ lạ. Rồi lúc mà em gặp vợ em á, cái cảm giác em sao? Lúc đầu em thấy dễ thương thôi. Cái em muốn coi cái nói gì trước. Giờ cái ngồi nói chuyện rồi nói là em muốn học hát. Em mới hỏi là em hát thử anh nghe đi. Trời, cái bả vừa cất lên một câu. Cái ông nói là thôi được rồi, em đừng hát nữa. Cái ông suy nghĩ. Cái xong ông anh khuyên em đừng nên đi hát. Em hát lại lần nữa đi. Dạ, để cho anh nghe đi. Anh cho anh nghe. Dạ, đi. Thôi, đi. Thôi, em hát thôi, mà. Ở lúc đó có 2 người à, còn bây giờ đông lắm em. Đông mà đông. Không sao đâu, ở đây không ai nghe đâu thiệt á. Không, thôi anh ơi, từ khi anh nói vậy là em bỏ luôn ý định học hát. Lại hát một câu thôi mà. Thôi nghe hát câu đi. Một câu một thôi. Chị muốn thực sự là coi lý do gì á mà Trung nói em đừng có theo người hát. Đừng hát không? Hát câu rồi đành. Ê, ổng đang sướng. Hát đi Thanh. Hát đi. Thôi cho anh càng nữa đi. Em mất rồi em không có một chút nữa hát gì ta. Rồi. Thôi em dạy cho em xin phép hát một câu trong bài Mộng Thủy Tinh. Mà đúng ngày rồi. Xưa em khơi lại cái nỗi đau của em.
Lê chân buồn thương trên đường khuya trên lối xưa. Đó. Là cũng cái kiểu lắm gì á. Không nghe chị thấy là hát không có dở nha. Dạ. Em nó khai thật đi lý do gì mà em khuyên vợ trời, em. Cái này là em biết là sau này cưới về ông mới khai thật cho em á là không phải ông em hát dở. Mà ổng nói em là hát giống cải lương, ổng không có dạy cải lương. Không phải luôn, em nói lý do đi chung. Dạ, nó có hai lý do. Lý do thứ nhất á, là giọng của bạn này á là hợp với dòng dân ca hơn. Lý do thứ hai á, là em thiệt là em cũng có hơi có cảm tình với bạn này. Mà thấy bạn này cũng ngây thơ mà nó non nớt lắm. Nên em không muốn bạn này dấn thân vào. Đó, ta gặp một cái là người ta đã thấy sấm sét ở trong lòng người ta rồi, người ta muốn giữ riêng cho người ta rồi. Sau cái buổi mà từ chối đó thì hai người có thường xuyên liên lạc với nhau không? Sau cái buổi cà phê đó là em thấy là hơi buồn buồn rồi. Cái em nghĩ là chắc là không gặp mình nữa đâu. Cái tự nhiên bà rủ uống cà phê xong ăn cơm nha anh. Nghĩ chắc ngày mai không gặp nữa đâu. Cái đồng ý cho bà vui. Cái ăn cơm xong rồi nói chuyện trên trời dưới đất khác thấy cũng vui. Cái sau đó là tự nhiên hứng nhau rủ đi coi kịch. Cua trong bao lâu thì thổ? Một tháng thì. Một tháng là mà một tháng cua ổng em tốn kém dữ lắm. Mà tiền ăn uống em trả hết, ổng đâu có trả đâu. Mày trẻ bây giờ khờ lắm. Rồi xong rồi cái lúc ổng đổ thì ổng đổ làm sao? Bữa đó em nói là ở nhà đợi em nha, em qua đón. Cái em đi taxi qua nhà ổng, cái em chở ổng ra ngoài Phương Trang. Lên Đà Lạt chơi. Em đi ăn tối thôi rồi về. Trời ơi, chở thẳng ra Phương Trang luôn. Em kể tiếp đi. Xong rồi ra Phương Trang luôn, hỏi cái gì đây nè. Tự nhiên đi lên Đà Lạt luôn. Rồi, bây giờ chính thức yêu nhau là khi nào? Là sau cái chuyến đi Đà Lạt? Dạ, vâng. Dạ. Sau chuyến đi Đà Lạt. Vậy, khi mà yêu nhau thì hai đứa có vui vẻ hay là có cái gì bất chắc chắn là phải ghen rồi. Dạ không, lúc đầu không ghen, cho nên em mới thương. Dạ. Giờ ghen rồi, bây giờ biết ghen rồi hết thương. Rất là tâm lý, đi đâu không hỏi gì hết, em làm gì cũng không dám ý kiến gì hết. Cho nên em mới, đây là một cô gái tâm lý, cô gái biết thông cảm, biết chia sẻ, hiểu, thương. Rồi bắt đầu bộc lộ ra nguyên hình nguyên trạng. Lộ nguyên hình. Và từ khi mà khoác cái này lên là cái hiện nguyên hình. Bắt đầu. Hiện sao chung? Thì anh thấy yêu quái hiện sao là y vậy đó. Có thể gọi là vỡ mộng luôn chứ. Bình thường thôi, tại vì cái môi trường em làm việc là em cũng tiếp xúc với lại nhiều bạn ca sĩ, nhiều bạn người mẫu xinh đẹp. Nhưng mà thường vợ em ghen như thế nào? Cấp độ mấy? Dạ, cấp độ là tự kỷ, tự dằn vặt. Tự dằn vặt rồi mặt như cái mền. Cái mền. Dạ, chứ không nói, không ý kiến, không có nhíu, dạ, có ngắt. Sao anh, sao anh? Nhưng mà em thấy á là em ghen á là em thấy em hiền lắm luôn á. Em ghen á là em sẽ tự buồn thôi, chứ em không bao giờ em quát ổng đâu. Cái đó mới làm cái người nhạy cảm với em cảm thấy bị day rứt. Là thí dụ thà là nói thẳng với em không thích anh nói chuyện thân mật với người ta này kia thì em biết để mà em điều chỉnh cái này. Cứ tự buồn rồi em cứ nghĩ tại sao mình làm cho bả buồn hoặc là tại sao bả lại buồn này kia. Em cứ suy nghĩ hoài đó. Cho nên em cũng mệt. Và thường thì em tìm được lời giải đáp đúng không? Dạ, thường là cái câu trả lời đó nó nằm ngoài suy nghĩ của em. Có cái trận ghen nào mà giờ em bộc lộ không? Khác cái tự kỷ đó. Có, trận gần đây là em ghen mà phải nói là em phát điên luôn. Tự nhiên đêm có số điện thoại nào á, cái nhắn tin tới là anh ơi này anh ngủ chưa, ra gặp em được không? Rồi lúc đó mình đi ra hai cái kêu ổng dậy mà ổng đang nằm ngủ. Anh này của ai nhắn vậy? Anh nói anh không biết. Cái nói vậy anh hỏi lại đi. Cái nói là em hỏi đi. Nhưng mà em không dám hỏi. Tại em sợ em gọi người ta là chửi em nữa sao. Em mới tức quá em lấy điện thoại em nhắn lại. Em ơi giờ này vợ anh đang ngủ, em nhắn gì vợ anh buồn sao? Cái xong cái nó nhắn lại, ủa anh nói là vợ anh đâu có dám cầm điện thoại anh đâu, mà sao vợ anh biết được. Cái lúc đó là kêu ổng dậy dậy hết để ổng nói ổng buồn ngủ quá không ngày mai nói chuyện. Em tức quá em không ngủ được. Cái xong rồi sáng ổng còn đang ngủ á, em bồng thằng nhóc á qua nhà bạn ở luôn. Nhưng mà em xuống xin với ba má ảnh là má con về nhà ngoại chơi á, mai mốt không lên nha, phải nói dối với ba má vậy á để cho ba má khỏi lo. Em bồng đi 2 ngày ổng không nói năng gì luôn. Lúc đó trời ổng lo ổng sáng tác. Ông không nói năng gì luôn. Ông mà mấy cảm xúc đó sáng tác bài xong mới. Rồi cái nhắn tin để mà chọc tức ông nổi điên lên để ông chửi lại hay ông quan tâm, thà rằng ông chửi nhưng mà ông cũng có quan tâm.
không trả lời luôn. Thì lúc đó không biết làm sao luôn á. Cuối cùng em tự về. Quan trọng là tôi muốn nghe cái khúc sau, không biết làm sao. Thì tức quá cái mình nói thôi bây giờ nếu không quan tâm thôi ly dị đi, không sống với nhau nữa. Để xong rồi ông cũng im lặng sao, đến chiều tối mới nhắn tin xin lỗi này kia cái thứ, xong cái ông đi đón về. Rồi lên xe luôn. Lên liền. Dạ. Ủa mà chung lý do gì mà vợ mình đi vắng 2 ngày như vậy mà em lại im liền? Mừng quá, dạ. Mừng quá. Được tự do. Hớn hở, hơi thoải mái chút, em đi đá banh với bạn. Đúng rồi. Cho nên không. Nói chung là em cũng bị một cái từ là em hơi vô tâm. Với lại cái tính là nếu mà em rơi một cái cuộc tranh cãi nào đó, nếu em thấy em đúng em sẽ im lặng. Ê, nhưng mà em có biết rằng là vợ em đang ghen không? Em biết là đang ghen. Cuối cùng hay là chồng có giải quyết cái tin nhắn đó là như thế nào, và cái lỗi đó thuộc về ai? Thì em đã nói rồi, cái tin nhắn đó người ta nhắn tới anh không kiểm soát được. Em đâu biết được là người ta nhắn cho em. Nhưng mà cái đó là bạn gái cũ của anh, thì anh phải nói. Tự nhiên cái nói anh không biết ai hết, cái đến khi mà em mò ra được á, em hỏi anh biết tên bé đó là tên vậy đó, anh biết ai không, cái nói cái đó bạn quay cũ lâu rồi không gặp nữa. Thì lúc đó mới thú nhận. Nhưng mà bản thân ảnh á, ảnh nhớ dai lắm, nhất là số điện thoại của con gái anh nhớ dai lắm. Mà làm sao mà anh quên được số bằng điện thoại của bạn gái cũ nhưng mà giả vờ em nữa. Chuyện nó xảy ra lâu chưa cưng? Cách nay có 6-7 tháng rồi. Vậy là lâu rồi. Mà chuyện đó là cái trận ghen mà ghen dữ nhất đúng không? Dạ. Ghen mà này gọi là ghen lịch sử đó quý vị. Ghen lịch lãm. Đứa nhỏ ở nhà là ai chăm sóc nhiều hơn? Vợ em chăm sóc nhiều hơn. À vậy hả? Ví dụ như đêm mà con khóc hay là này kia nọ, nó có bao giờ mà em thức dậy em chăm? Dạ không bao giờ đâu chị. Không bao giờ. Cái mấy bữa mà con khóc á, cái em nói anh ơi dậy phụ em đi, em mệt quá. Ờ anh biết rồi, cái lấy em bê ba á chị, đeo vô lỗ tai mở lớn lên ôm gối ngủ tiếp. Nghĩa là đeo vô là một hình thức, nghĩa là chống, là chống con, chống ồn, cái đó là chống ồn đó. Thì đó chống tiếng khóc đó. Tại vì cái đó là em cũng nói lại luôn là em với lại bà có cái mâu thuẫn về nuôi dạy con. Em muốn tập cho nó cái tính tự lập, nó tự ngủ. Còn bà là thấy nó khóc hay là nó nhõng nhẽo là lại chiều theo nó, cho nên rất là mệt. Mỗi khi mà bà có công việc nào đó, bà đi cả ngày á, thằng nhóc ở nhà với em thì nó rất là bình thường, nó chơi tự chơi này kia rất là vui vẻ. Nhưng mà khi mà bà ở nhà là bắt đầu nó nhõng nhẽo này kia lên đó. Thì em cũng nói là nếu mà đã mâu thuẫn về cách dạy con vậy thì em phải chịu cái hậu quả của cái sự nuông chiều đó của em. Là buổi tối nếu mà nó không tự ngủ được thì em phải chịu hậu quả đó. Sâu xa quá. Dạ. Bây giờ chung nè, sau khi lấy Thanh về, Thanh có thật sống? Thứ nhất là hay tự kỷ, cứ bắt người khác phải hiểu mình. Mà em đâu phải là thầy bói đâu, em hiểu được đang nghĩ gì trong đầu. Nếu em hiểu được thì em đi làm thầy bói cho nó nhiều tiền. Nếu mà không hiểu là chắc là không quan tâm. Có nghĩa là từ cái chuyện đó mà suy ra nhiều cái chuyện khác, không quan tâm là không yêu, không còn yêu nữa, không hợp nữa, ly dị. Đúng rồi. Chứ lúc trước thì khác, lúc trước thì dành thời gian cho em nhiều, còn bây giờ toàn là chuyện rồi nhạc rồi đi đá banh. Em không có em bao nhiêu giờ. Bây giờ có ai câu được con cá rồi mà cũng phải banh mì con cá rồi để nhét mồi vô cho con cá nữa. Đó là lý do tại sao mà vợ chồng thường hay ly hôn là vậy đó. Có nghĩa là bây giờ là cá phải tự ăn đó. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Em mong muốn vợ em là cái gì cũng nói cho em biết, nói ra thì sẵn sàng mình làm. Nếu mà những người nào không làm thì mới thì trách là tệ. Thế còn thành tật xấu của Trung là gì? Hay hành hạ người khác đêm khuya lắm. Mình đã chăm con mình mệt rồi, 2-3 giờ sáng còn khều. Khều làm gì? Em ơi, anh đói bụng quá, anh xuống nấu gì cho anh ăn đi. Mà lúc đó mình đang ngủ ngon rồi, chắc nhiều lúc đó mình cảm thấy tủi thân, con ở. Có bao giờ em nói là thôi anh đói anh tự nấu, em mệt lắm em muốn ngủ lắm, có gì em nói câu đó không? Tại vì em không nấu là ông nhịn đói luôn à. Bây giờ em muốn chồng em thay đổi cái gì nữa nè? Ông muốn làm gì cho em, ông tự giác ông làm đi, ông đừng có hỏi đi hỏi lại nhiều. Vậy rõ ràng ở đây á, cái điều mà hai bạn muốn thay đổi về nhau á, nó hoàn toàn là tỷ lệ thuận với nhau chứ đâu có tỷ lệ đúng rồi đâu. Ví dụ như Chung á, là Chung muốn em nói. Đừng có giấu cái gì trong lòng nữa, em muốn ở chung điều gì thì em phải nói ra. Còn em á thì em lại muốn là Chung tự làm cái điều đó đi, đừng hỏi em và đừng để em nói ra. Làm sao mà được? Đó là một cái điều mà hoàn toàn là hai người song song không bao giờ gặp nhau được nếu như mà hai người đều không tự điều chỉnh thôi, chứ cũng cần phải thay đổi điều chỉnh. Tại vì ở đây nó không phải là bản chất, ở đây nó chỉ là một cái sự việc là chưa tìm được cái tiếng nói chung thôi, đúng không? Hai người tự điều chỉnh một chút xíu được không? Thì chúc hai vợ chồng em hạnh phúc hơn nữa, và riêng bản thân Chung sẽ có nhiều tác phẩm hơn nữa đến với công chúng nha.